Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, liên quan đến chuyện chăn gối của các cặp đôi, mình nhận được những câu hỏi của các bạn về việc phụ nữ thích công cụ của đàn ông như thế nào, lớn hay bé. Câu hỏi này khá quen thuộc đúng không ạ? Trong video này, mình sẽ chia sẻ về tâm lý của phụ nữ khi nghĩ về điều này. Và trên thực tế, họ thích người đàn ông ở tình trạng nào, lớn hay nhỏ các bạn nhé. Trước hết, mình muốn nói với các bạn nam rằng đừng ám ảnh về việc công cụ của bạn lớn hay bé, dài hay ngắn. Bởi vì phụ nữ không bao giờ nghĩ về điều này quá nhiều. Đừng nên tin vào những cái điều mà một số người đang nói. Có thể rất nhiều người đàn ông bị ám ảnh khi xem những cái video người lớn của phương Tây và cảm thấy tự ti. Nhưng chính những diễn viên, những nhà làm phim đã khẳng định đó không phải là sự thật và đó cũng không phải là tiêu chuẩn chung của tất cả đàn ông. Không có một tiêu chuẩn nào để đánh giá về nó cả. Đây là điều mà mình muốn chia sẻ đầu tiên với các bạn. Trước khi đi vào nội dung chính, mình muốn cung cấp cho các bạn một số thông tin về kích thước của công cụ đàn ông và những chỉ số liên quan. Cụ thể là kích thước cậu nhỏ của nam giới trưởng thành dài khoảng từ 10cm đến 16cm và chu vi khoảng từ 9cm cho đến 14cm. Và hãy nhớ kỹ một điều. Đây là những chỉ số khi cậu nhỏ của đàn ông ở trạng thái cương cứng. Thông tin lưu ý thứ hai đó là kích thước ở mỗi người là khác nhau, không có tiêu chuẩn nhất định và nó không liên quan gì đến chiều cao, độ béo gầy hay là chủng tộc. Sự phát triển của công cụ đàn ông cũng giống như sự phát triển của các bộ phận khác trên cơ thể. Không bắt đầu hoặc kết thúc ở một cái độ tuổi cố định. Nhưng nhìn chung, nó được phát triển đầy đủ vào thời điểm nam giới đến tuổi dậy thì. Thông tin lưu ý thứ ba, nếu công cụ của bạn chỉ có kích thước dưới 4cm trước khi cương cứng và dưới 7,5cm sau khi cương cứng thì mới cần xem xét can thiệp về mặt y tế. Đây là một số thông tin cơ bản. Vậy bây giờ chúng ta nói đến tâm lý của phụ nữ. Họ nghĩ gì về điều này? Về tâm lý, kích thước của công cụ nam giới có tác dụng kích thích thị giác của phụ nữ. Như chúng ta đã biết, hưng phấn của phụ nữ chậm hơn rất nhiều so với nam giới. Điều này đòi hỏi nam giới phải có đủ kiên nhẫn để giúp phụ nữ nhanh chóng nhập cuộc. Ngoài những cái lời nói nhẹ nhàng và sự vốt ve khéo léo thì những người đàn ông có kinh nghiệm sẽ vô tình cho bạn tình nhìn thấy cậu bé của mình. Nghiên cứu chỉ ra rằng một số phụ nữ có thể đạt hoặc gần đạt được thỏa mãn khi nhìn thấy công cụ đàn ông trong cái tình trạng cương cứng. Người ta gọi đây là cực khoái thị giác. Và đây cũng là điều duy nhất có tác động đối với phụ nữ. Trong khi đó, toàn bộ những cái điều ám ảnh về kích thước lại xuất phát từ tâm lý chủ quan của đàn ông. Nhiều khảo sát đã chứng minh rằng đàn ông cảm thấy thiếu tự tin khi kích thước cậu nhỏ của mình không được như mong muốn. Điều đó nói lên rằng kích thước không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý phụ nữ, nhưng lại quyết định đến sự tự tin của đàn ông. Một số nam giới cho rằng công cụ của đàn ông của mình nhỏ hơn những người khác, dẫn đến cảm giác tự tin. Tuy nhiên, điều đó là không cần thiết, bởi vì nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng kích thước của đàn ông không quan trọng lắm đối với sự thỏa mãn của phụ nữ. Nói như vậy, không có nghĩa là kích thước của đàn ông không quan trọng. Quan trọng hay không quan trọng thì phải dựa trên sự tương đồng với người phụ nữ
hay là bạn tình của đàn ông. Ví dụ công cụ của đàn ông của bạn có kích thước to và dài, nhưng người phụ nữ, tức là người bạn tình của bạn, lại không phù hợp với cái kích thước đó. Trong trường hợp này, kích thước chẳng nói lên điều gì, thậm chí là còn gây cản trở và khó khăn cho các bạn. Như vậy, quan trọng nhất là sự phù hợp. Nồi nào úp vung đấy, chứ không phải là một cái nồi bé mà úp vào cái vung quá lớn, hoặc là cái nồi rất to nhưng mà cái vung quá nhỏ. Sự chênh lệch giữa bạn và người phụ nữ của bạn mới là vấn đề cần phải xem xét đến. Cái thứ hai cần nói cho các bạn biết, đó là phụ nữ không để ý quá nhiều đến kích thước, nhưng họ đánh giá độ cương cứng quan trọng hơn. Như vậy, điều mà đàn ông cần phải cải thiện đó là trạng thái cương cứng, chứ không phải là kích thước dài hay là ngắn, to hay là nhỏ. Đây là một điểm rất mấu chốt mà đàn ông cần phải rất rõ ràng và tập trung vào để cải thiện cái điều này, thay vì là chạy theo những cái điều mà phụ nữ họ không quan tâm quá nhiều. Cuối cùng, chúng ta xét đến những tiêu chuẩn của một cuộc yêu hoàn hảo thì cần những gì? Thứ nhất là cần có sự thu hút lẫn nhau về mặt cảm xúc. Chúng ta không thể thỏa mãn một cuộc yêu nếu như bạn không có một chút cảm xúc gì với đối phương, đúng không ạ? Thứ hai là về mặt kỹ thuật. Đàn ông là những người làm chủ kỹ thuật trên giường. Nó bao gồm các kỹ năng để khơi dậy ham muốn của một người phụ nữ, đánh thức những giác quan, những nhóm dây thần kinh trên cơ thể phụ nữ. Nếu đàn ông thiếu những kỹ năng của màn dạo đầu thì cuộc yêu đó không thể thành công. Thứ ba là sự thấu hiểu suy nghĩ của nhau. Bạn không thể làm cho người phụ nữ đạt được khoái cảm cao nhất khi bạn không biết là họ muốn gì. Bạn không hiểu được tâm trạng của cô ấy và bạn không tạo được không gian cảm thụ hay là không gian tưởng tượng cho người phụ nữ. Và cuối cùng là sự hòa hợp và nhịp điệu của cơ thể trong quan hệ chăn gối. Giữa nam và nữ bao giờ cũng có một sự hòa hợp nhất định về nhịp điệu cơ thể. Điều này có thể nhiều người không để ý, nhưng nó có tác dụng rất lớn trong quan hệ chăn gối. Ngoài ra, nó còn có một số yếu tố khác như không gian, thời gian, điều kiện sức khỏe, điều kiện kinh tế và trạng thái tinh thần. Như vậy, tất cả những cái yếu tố để làm nên một cuộc yêu hoàn hảo không hề nói đến kích thước của công cụ đàn ông. Hoặc nếu có, thì đây chỉ xếp vào những cái yếu tố thứ yếu, chứ không phải yếu tố quyết định. Mình có thể hiểu được vì sao đàn ông thiếu tự tin khi thấy công cụ của mình không được như ý muốn. Thế nhưng ý muốn đó rõ ràng là của đàn ông, chứ không phải là của phụ nữ. Phụ nữ họ cần các yếu tố khác có vai trò cao hơn để đạt được những cái điều mà họ muốn, chứ không phải là kích thước lớn hay bé. Và nhấn mạnh một lần nữa với các bạn là hai yếu tố quan trọng nhất, đó là sự phù hợp giữa bộ phận sinh dục của nam và nữ. Thứ hai là sự cương cứng. Đây là những cái vấn đề đàn ông cần quan tâm hoặc cải thiện nó nếu như có thể các bạn nhé. Các bạn thân mến, cơ thể mỗi người là khác nhau. Vì vậy không nên tồn tại một tiêu chuẩn chung về kích thước một bộ phận nào đó, dù là đàn ông hay là phụ nữ. Thay vì đi tìm sự khác biệt, các bạn hãy chú ý tới sự hòa hợp, phải không ạ? Chủ đề ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.